ngữ tiền ở hiếu chú kiện thành lễ chư vị chân ninh gia tiên tiền tổ tứ ba. Chân kim sắc tướng ngạo đoan nghiêm vô đằng luân na bạch hào uyển chuyển ngũ tu di hám mục trường thanh tứ đại ngài quang trung hoa phật vô số ước hoa bồ tát chúng hiệp vô biên tứ thập bát nguyện độ vong linh cửa phẩm hàm linh đăng bị nạn nam mô tây phương cực lạc thế giới tam thừa mô phật tất cả chữ chi địa ngộ qua tác liên chỉ khổ cổ biên vi nà khi ngưỡng bằng đại chúng tề xứng hồng danh giáo yếu khai phá địa ngộ kinh chân ngôn na cẩn nề đường na chỉ à đồng mà phật hà thuyết na vẫn địa ngục là kinh na bậc na giáo tịnh na ma thời già lên ra nhân dân và cả năm cũng chỉ à đồng đề thần thông diệu lên ôn ni tụ trì kim tăng trưởng tịnh tăng địa hộ ôn ni nhập thân nhập thân vô hữu trì à tam thế nhất thiết phật ni ứng quan phá giới định nhất thiết trì tâm tạng phá địa hộ trì tâm ngôn lắc giả la đến ra ta bà hán giả la đến ra ta bà hán ấy không không à, sắc sắc bản đồng nhiên à, sinh tử hạ một ban mi biển vạn trường thủy quy nguyên tại hải nhất luân nguyệt lạc bất ly thiên giờ khởi tây phương thập vạn ni đàn trì quạnh ngơ khắc sát na ra
Nam mô Tam Phương Linh Hồn Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Tam Phương Linh Hồn Bồ Tát Ma Tát. Thiện sĩ Phật Cụ Lục Tâm Chi Diệu Bất Sinh Bất Diệt Nhân Vi Vạn Vật Chi Ninh Hữu Sinh Hữu Tử Mệnh Ký Đoạn Vô Nam Kha. Hồn Đức Quy Vô Pháp Phủ Cô Ngã Thích Ca Giáo Chủ Tư Sinh Từ Phủ Thị Hiện Xa Bà Thế Giới. Cứu thoát trầm luân khổ anh Như Lai Giáo Cứu Triệu Đình Chân Ngôn Cần Đức Á Chi Tôn Di Từ Thân Ngôn Thân Triệu Đình Chân Ngôn Bất Ngôn Nguyện Phật Chi Cần Đức Á chẳng khác gì như thể thuyền trôi sớm chiều mặt nước thương môi sông kia bên nó là nơi đi về nhưng nghĩ tưởng biệt nhiên bề sông nước để sớm chiều xuôi ngược cho yên nào ngờ tan vỡ con thuyền kịp đem tu bổ được niềm như xưa cuộc chung sống mới vừa thấm hồn ơi bao giờ nối lại cuộc đời nước non vậy nên có thơ kể rằng thân người không khác cái thân thuyền sớm tối xuôi ngược xuống lại lên thuyền kia có học còn sửa được thân người đã thắt thế là sóng nhất tâm vẫn nhị triệu đỉnh nhị lai lâm nhân sinh cá tề từ thai chiều chiều mộ mộ muốn hẹn tòng hai đắng nghĩ bách hoa thành mật hậu đau nàng tâm khổ nhất xa không thương ơi đời người ta sống trên trần thế chẳng khác gì như thế sớm chiều vất vả lòng đồng kiếm hoa tây mật để hồng cho mai sau những tưởng rằng cùng nhau đêm nhì hoa chất ốp tổ đầy đủ to tổ cả mặt dày cái con hơn ở bảy thành thơ đường chung sống cuộc đời là mạt bỗng ngờ đâu một phút tan gió mưa ra giả kéo tràn gặp cơn bão tố lạc đàn I'm not
gì đàn ông cuộc đời này có hay không? Thế gian thật hoa mộng hồng dám vậy mới có bài kể rằng thân người chẳng khác cái thân ông sương tối lượn quanh chốn kiếm đồ trong hoa về làm bật gặp cơn áp thấp thế là sóc nhất tâm ân hương tam triệu đình tam vong hồn dĩ lai lâm phù màu thân mắt chúng nghiêm biệt phù thế nhiên trọng và nhân tính tự đời hậu đồng lâm túc đại hạn lai thề tự phi thương ơi nhân nay đến tiết hạ thiên trước cửa phân tiền con đến nhớ mẫu thất mời thầy thỉnh phật tự tin nguyện cầu mong giả vãng sinh thiên đường thỏa lòng cho con cháu nhớ thương nghe lời thầy dẫn đoạn trường khúc nhồi mà cù lao dương dục công trang nhớ mẹ dưỡng quên tân khổ mấy chân một tân khổ mấy chân vò vò chua xót nắng lòng ao tốt mẹ để tình không hướng soi mẹ để trong phòng biển trai đến tháng tư lửa đến tháng tư lửa mai ân đến tháng tư lửa ngày thời phảng phất đêm buồn u mê mẹ thời mang thai nặng nề từ mẫu gian từ mẫu gian nan ba ân từ mẫu gian nan ngóc nào vượt về treo non một mình tự cảm nhất niệm tâm tình mẹ thời thoát nạn con sinh uống tròn bốn thân cửa là vật đặt chỗ nào đặt chỗ giáo khổ năm ân đặt chỗ giáo khổ ước thời mẹ chỉ hồ cho con nằm ghép thời ao đắp trên mình bắt thời tay toàn mẫu tình thiết ta sáu ân biết bỏ trong cam lòng mẹ những khi lo phiền tử ân mong khổ lắm quà tâm bánh mẹ thời phần con
sớm mô muôn con có hỏi mẹ ôm canh trường chi tên tiếng của thời mơ. Phương thưởng thời mừng chiến đấu, phương thưởng thời mừng mình sao hiện ra xanh cùng ra thanh thuyền con. Ăn ở cho lành nhớ lời mẹ dặn, đinh đinh chẳng rời mười ân, trọn vẹn cả mười cho mẹ thanh thản đuổi là sớm hôm vợ đâu. Mẹ vội quy tiền cháu con thiết lập đàn xiên tỏ lòng. Cùng minh Phật thay hội đồng cầu cho mẹ thoát khỏi vòng trầm luân. Phụ con cháu dương trần quê hoa mẫu pháp đồng thân khang hương. Vậy mới có bài kệ diễn nghĩa rằng cha mẹ ơn sâu rồi cũng cách biệt, vợ chồng nghĩa nặng rồi cũng phải chia ly. Đời người không khác gì chim cùng tổ, hết hạn rồi ra cánh bay đi. Kim niên kim nguyệt kim nhật kim thời, kim vị tuần năm đệ ngũ phổ độ gia tiên ni cung thỉnh cấp phó minh ni tài mã tấm vong cho vong linh chính tiên hiển tỷ nguyên úy thị viên chân ninh nguyên dương bệnh sinh ở tân mùi niên mỗi nguyệt nhật thời thụ sinh hưởng cửu thập tam mi tuế tạ thế phúc quý mạo niên tư nguyệt thập bát nhật tỷ thời mệnh chung phần bộ vong linh an táng tại nghĩa trang quê nhà chi sứ kiêm vị truy tiến tắm mã và cấp phó vong linh cho thất tổ cửu huyệt nguyễn gia tuyên tổ lịch đại tổ tiên cung thỉnh cụ tổ nguyễn quý công tự phúc huyền chân ninh nguyễn úy văn chu chân ninh nguyễn úy thị dịch chân ninh nguyễn úy văn cam chân ninh đặng úy thị đen chân linh nguyễn úy văn cảnh chân linh nguyễn úy văn trung chân linh nguyễn úy thị rẽ chân linh nguyễn úy văn o chân linh nguyễn úy văn từ chân linh nhờ hương truyền đạt triều thỉnh chữ vong linh duy nguyện chư vị chân linh vân ni khoan tan đi tâm nguyện viên minh văn bảo đàng dị mai năm trường thần phán ni nhị dân dị nhất ni chân khiết định ngũ phúc trường thanh tự giả kim thời nại tâm pháp hội nhang hoa tam tam văn na ứng tam định bộc và tôn đã hồn nghĩ nại tâm chẳng ngờ tam bảo lực ra thể đổi là chiến thần bồ tát pháp hội bồ tát ma tát na tư là chân linh trưởng chân ngôn triệu thỉnh lai chí đạo tràng tự tòng vô thủy dĩ lai cam trần nhiều câu vị đẳng thanh tịnh dĩ kim trưởng gia chỉ pháp thủy quan sai thanh lương nhân nào định lễ tam bảo pháp sự lay đội lệnh từ bi tiễn khoa giáo thay quyền phật tổ đời đường xưa quốc sư gian khổ nước từ bi tam muội giải oan nay hồn về giáng ứng linh phan còn oan nghiệp hôi tanh chưa sạch con cháu nay lập đàn hỉnh vật tắm cho hồn sạch sẽ trước sau chứa cho sạch bụi trần nôi nhớ tích xưa quốc xưa ngộ đạt cũng bởi chứng oan nghiệt mười đời giọt nước này tưới khắp từ bi cho hồn được tiêu dao tình cảnh cũng mong được trái oan rú sạch trai chủ nay phổ độ lập đàn kiên định thầy đức hạnh thiền trai ước hồn lên thượng phẩm kim đài cho con cháu trần gian ngàn đời hưởng phước
Nguyện chư Phật tí thần thông lực ra trì khối thủy đắc thanh lương. Quan giới linh hồn chư câu ấy chiếm công đức vạn tây hương. Nguyện chư Phật tí thần thông lực ra trì thanh thủy đắc thanh nương. Mục dù linh hồn trừ câu ế linh thanh ánh nguyệt bạch hào quang. Nguyện chư Phật tí thần thông lực ra trì hương thủy đắc thanh nương. Mục dục linh hồn trừ câu ế nguyện đề tộc đắc vãng tây phương. Tắm gội vong linh sạch sẽ rồi con cháu hôm nay lại yêu mình đi. Mục liền đôn giả đại từ bi tạo tác mình huyết bổn trì. Thành kính mục liền lại giác có vũ lâm sứ giả trưởng minh y. Thiêu chí đành hồi hội thành sắc quả quang tam muội biến tủy nghi. Cấp phó vọng linh có tên trong giấy sơ lai thụ dụng. Vô danh ngoại quỷ cước trừ chi. Chân linh ơi gọi có mấy lời phân giải diện nghĩa một bài tiên mã độ vong. Hoặc số hồn thiên cũng đã mãn vậy cho nên đại hạn lâm chung. Tham thiết thay số tận mình cùng bao phút để đắng cay buồn bã. Này tiết lễ ngạ thiên tuần lâm đệ ngũ lập đàn hóa mã thỉnh vũ lâm sứ giả chứng minh. Các vật dụng đều gỡ như sinh giao trạng cất cho vong linh được biết. Con cháu nay lòng thành nhiều ít lập trai đàn tha thiết kính dâng. Thỉnh vọng hồn nghe lấy lời văn rồi sĩ nhận kim ngân tài vật khăn áo quần đủ hàng bảy đạt dây dép tiền trắng thiếu tứ chi. Các vật dụng hàng nào cũng quý thỉnh vọng hồn linh lấy hồi âm cấm những loài ngoại quỷ vô danh. Không có tên trong giấy sớ không được phép vọng hành chiếm đoạt hoặc tồn về tư nhân được làm. Hoặc hồn lên tới đất gia trị cho có lòng sinh khí tử quy hộ cho gia quyến phúc vi thọ trường. Thương ơi áo mã đông trông lên chỉ thấy bán thờ đây. Mã này thờ dễ ai may ý. Tay về toàn cực nhìn thấy áo hà. Sao chẳng mập hãy còn nên niêm phong làm cho thảm thiết trong lòng. Trông lên thấy áo càng thương càng sầu. Nay hồn ăn ở nơi đâu hay là hồn đã lên trời thượng thiên. Từ trùng các bộ nàng kia đi ra.
ý làm cho con cho nhớ thương đêm ngày nào biết đi về nóng trong ngày nào đi bắc về đông ý à ngày nào đi bắc về đông ra thì càng thấy nóng lòng còn xa sau còn thương mắt càng hòa ý à cho con nước mắt trang hòa lập đàn hoa mã mời thầy tử vinh nguyện cầu hồn nguyện siêu sinh phù hộ dân quê an ninh thọ trường phù hộ dân quê thọ trường thăng linh như nài giáo hữu khải quang chân ngôn cần hương trề tổ tiền dụng bằng phó lô hỏa hoa kiên thành